phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Anh em... em nói thôi trước chứ... em nói trước đi. À... hôm nay đi xem ca nhạc xong rồi còn bắt anh chở đi dạo phố nữa, chắc là anh mệt lắm ha. Anh mệt lắm luôn á. Anh còn sợ nữa. Em có làm gì anh đâu mà anh sợ. Anh sợ bị nghiện mệt á. Đến tối lúc nào anh cũng phải chở em đi dạo anh mới ngủ được, chắc anh chết mất. Thôi em đi vào ngủ đi, mai còn làm việc nữa. Sắp tới sinh nhật em rồi, anh tặng em. Em sắp quên sinh nhật em luôn rồi đó. Nhưng mà còn mấy ngày nữa đợt mà. Em có nhớ hồi xưa mẹ em hay quên sinh nhật của em á. Anh thì muốn làm em vui nên anh hay tích cóp đồ cặp tóc, viên bi nè, con dế cỏ nè, nói chung là mấy thứ linh tinh. Và dần dần anh tặng em trước cả tháng để em vui. Anh hoàn cho em đi. Anh này làm em sắp khóc rồi đó, bắt đền anh đó. Sao anh ngập ngừng vậy? Đôi khi anh thấy anh nhút nhát đến tội nghiệp luôn á. Anh cũng biết bao nhiêu điều muốn nói với em. Anh nói đi. Anh... anh... em xin lỗi. Alo, tôi nghe đây. À, tôi biết rồi, tôi về liền. Bố của anh Khang bị đột quỵ, em và một y tá nữa được phân công chăm sóc ông ấy. Bây giờ ở viện hơi nhiều việc, chắc là em phải chạy về luôn. Đó là nhiệm vụ, cũng là công việc cần thiết. Em làm gì thì làm á, nhớ giữ sức khỏe em nhé. Em biết rồi, đừng có nhắc mỗi em. Anh cũng vậy nha, em đi đây. Hôm nay là sinh nhật Linh. Ông bảo với tôi là ông sẽ cầu hôn cô ấy cơ mà. Sao mặt mũi lại ủ rũ thế? Linh từ chối à? Cũng gần như vậy. Cô ấy đã không đến chỗ hè. Nhớ đâu Linh bận thì sao? Ông đã tìm hiểu lý do chưa? Đâu cần tìm hiểu đâu. Linh im lặng,
đã là câu trả lời rồi. Linh đã quyết định rồi. Tôi không muốn làm Linh mệt mỏi nữa.